Anh rốt cuộc là bây giờ anh phải làm gì để cứu vãn chuyện này đây? Nè, anh lại đọc đi. À, vậy hai người thích nghe bằng tai hơn là đọc bằng mắt chứ gì? Vậy để tôi đọc cho bà nghe. Vào ngày hôm qua, ở một trường cấp 3 quận Sóc Bôn, một em học sinh bị đá vào chỗ đó, sau đó còn bị nhéo vào ngực. Cả hai chuyện này đều do hai cô giáo của trường gây ra. Đủ rồi thưa thầy hiệu trưởng, chúng tôi đọc tin đó rồi. À, công nhận hai người giỏi thiệt đó nha. Hình ảnh của trường đã bị đẹp hơn rất nhiều rồi đó. Ôi tôi vui quá à. Nhờ hai người hết đó. Good good good.